Sao vậy? Tại sao mọi người lại im lặng như vậy? Đi chơi, hãy chơi nhạc, chơi bài hát của mình đi. Đúng rồi, Vijaya, đến đi. Món là đó đâu rồi? Nào, hãy ăn một chút đi chứ. Hãy nếm thử nó đi. Có thế chứ. Phải mất một lúc nữa nó mới có tác dụng. Và cô ta sẽ ở trong trạng thái thôi miên. Và sau đó cô ta sẽ bắt đầu cư xử không đúng mực. Và chị sẽ bóp lấy cơ hội đó và đuổi cô ta ra khỏi ngôi nhà này với sự nhục nhã. Và cô ta sẽ biến mất khỏi cuộc đời của Shiva mãi mãi. Anh rể, anh cũng ăn một chút đi. Không, bệnh của anh thì không thể ăn đồ ngọt. Nhưng đừng lo, anh không ăn nhưng con trai của anh sẽ muốn ăn đó. Shidi, cha sẽ cho Shiva ăn. Gì? Này Shiva! Đợi chút, chỉ một chút thôi. Ăn là đó đi. Không đâu cha, con phải đi gặp Akabai. Ăn nói trước khi gặp bà ta không được sao? Hãy ngọt ngào, trước khi bị bà ta phun lời cây độc. Nào được rồi, ăn đi. Đi vậy mới tốt chứ. Điều này sẽ giữ cho con được bình tĩnh. Ôi, Akabai và bài giảng của bà ấy. Mình chỉ muốn cho Shidi ăn những chiếc bánh là đó đó thôi. Nhưng ngay cả Shiva cũng ăn nó. Hôm nay ta phải đến nhà của con là vì một lý do rất đặc biệt. Làm ơn hãy nói đi, con sẽ tuân theo lời mẹ. Con biết rất rõ về chính trị hoạt động như thế nào mà phải không Shiva? Và người ta không thể nào dự đoán được động thái của kẻ thù của mình sẽ làm gì. Ta đang muốn nói về bệnh viện của mình. Ta đã nỗ lực hết sức mới có thể giành lấy mảnh đất đó để bắt đầu mở một bệnh viện. Việc đó rất quan trọng đến nỗi ta phải sử dụng các cách thức khác. Ta đã có được tất cả các giấy tờ bằng một phương thức rất đặc biệt. Shiva, có chuyện gì với con vậy? Con có đang lắng nghe ta không? Dân dân thưa mẹ, xin mẹ cứ tiếp tục đi. Ta được biết rằng sẽ có một cuộc điều tra, tìm hiểu xem ta có liên quan đến số tài sản đó không. Thủ tục. Không có gì phải sợ, vì ta không làm gì bất hợp pháp hết. Những gì ta đang làm là cho toàn bộ Rudayat. Ta muốn hoàn thành bệnh viện đó cho mọi người. Ta muốn mọi người sẽ được hưởng phúc lợi từ nó. Nhưng kẻ thù của ta đang muốn chống đối lại với ta. Shiva, cho đến khi các vấn đề đó tạm lắng xuống, ta muốn con hãy đứng tên giấy tờ đó. Và con sẽ là người giữ tài sản đó cho ta. Con sẽ là người đứng tên nó. Ai ở Rudayat dám lục soát nhà của mẹ chứ? Nếu ai đó cố gắng làm tổn thương mẹ, người đó sẽ phải bước qua xác của con, rồi mới có thể rời khỏi nơi đây được. Nhưng con trai, bạo lực không phải là khía cạnh để giải quyết các vấn đề. Được rồi con trai, đừng suy nghĩ quá về điều này. Con chỉ cần giữ nó cho mẹ thôi. Dân thưa mẹ, ngày mai đến nhà của ta sớm và lấy các giấy tờ. Tài liệu đó là tất cả thông tin về những mảnh đất của nông dân. Ta không muốn ai đó biết về nó. Con phải giữ nó và nắm bắt tình hình. Dân, Akabai, mẹ coi con là con trai của mẹ. Vì vậy con không thể khoanh tay nhìn mẹ gặp khó khăn. Không phải lo lắng, ngày mai con sẽ đến nhà mẹ. Akabai, chơi Holi với chúng tôi đi. Mangan, hãy hưởng thụ lễ Holi vui vẻ nhé. Tôi có việc quan trọng phải đi rồi. Tạm biệt.
Shiva. Anh rể có chuyện gì đó? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có thể con bé đã xây la đó rồi. Ôi chúa ơi, em đã đưa la đó cho con bé, chắc chắn nó đã bị bỏ giá. Em rể nhìn đi, khoảnh khắc chúng ta đang mong đợi cuối cùng cũng đến rồi. Mấy chiếc la đó đó thật kỳ diệu. Cô ta chắc chắn sẽ biến mình thành một kẻ ngu ngốc, và thậm chí sẽ làm bể mặt mình. Cô ta sẽ tự làm nhục mình trước mặt của đám đông. Nè, chào Shiva Latka. Dân Sidi Ishu Gokana, có chuyện gì? Gì vậy? Anh biết tên đầy đủ của tôi sao? Vì tại sao lần nào anh cũng gọi tôi là cô giáo? Có vẻ như anh đã thông minh lên rồi đó. Anh mang theo não rồi sao? Tôi không bao giờ có thể quên được tên cô. Nhưng cô biết gì không? Đó là gì? Tôi không muốn gọi tên cô. Vậy cô có biết tại sao không? Đó là bởi vì cô đã đưa tôi vào tù. Vì cô mà tôi đã phải ở trong tù đó. Gì vậy?
về tôi. Đã làm sai rồi sao? Tôi đã làm sai điều gì chứ? Anh có vẻ đã quen thuộc với cảnh sát. Anh đã vào tù rất nhiều lần rồi mà. Ừ, đúng, đúng. Anh đã hoàn toàn hủy hoại cuộc đời tôi. Anh đã lấy đi tất cả của cuộc đời tôi. Anh đã lấy đi mọi thứ từ tôi rồi. Mọi thứ đó. Đúng không? Anh đã lấy đi. Tôi biết, nhưng... Nhưng rồi, tôi cũng đã phải cưới cô. Tôi đã phải kết hôn với cô. Tôi đã giúp cô. Gì chứ? Đã giúp tôi sao? Anh giúp tôi sao? Anh đã hủy hoại cuộc sống của tôi bằng cách kết hôn với tôi. Đó là lỗi của anh. Nhưng tôi đã phải trả giá cho tất cả những chuyện này. Anh phải chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này là lỗi của anh. Lỗi của anh. Anh lại trách tôi sao? Tôi cũng vậy. Cô, không thấy sao? Tôi cũng vậy mà. Tôi là bị ép buộc đó. Và đó là một tai nạn. Này, im miệng. Im miệng đi. Shivalaket, tôi ghét anh nhất. Rất rất nhiều. Tôi cũng ghét cô lắm. Rất rất nhiều. Rất nhiều. Cô biết đó. Tôi, khuôn mặt của cô, tôi cũng không muốn nhìn thấy. Tôi cũng không thích cô đâu. Nếu như tôi bị giết, thì kẻ đó chính là anh. Cô sẽ bị tôi giết sao? Đúng. Tôi sẽ đưa anh trở lại cuộc sống, rồi sẽ giết anh một lần nữa. Sau đó tôi sẽ liên tục trở lại như một bóng ma để gặp cô. Này, ma không tồn tại đâu, hiểu chứ? Thật sao? Nhưng chúng tồn tại thật mà. Từ khi còn nhỏ tôi đã không tin rồi. Giờ thì sao? Kể từ khi tôi gặp anh, tôi tin quỷ có tồn tại đó. Tôi cho cô một lời thề rằng tôi sẽ duy trì sự thù hận của mình. Bằng rất rất nhiều tình yêu. Câm miệng. Tôi cũng vậy. Tôi cũng sẽ cho anh một lời thề. Tôi cũng sẽ duy trì nó với rất rất nhiều tình yêu. Mau nào.
Chuyện gì đã xảy ra hôm qua? Chuyện gì đã xảy ra hôm qua? Tại sao cô lại hỏi tôi? Tôi không biết. Dừng lại đi. Đừng hành động như thể vô tội nữa. Tôi biết. Ai đó đã giở trò với món ăn la đó. Dạ, không ai khác, người đó chính là anh. Ý cô là gì? Một ngọn lửa đã phun ra từ Nhật Bản ngày hôm qua. Và cô cũng đổ lỗi điều đó cho tôi sao? Tôi phải chịu trách nhiệm với tất cả những điều tồi tệ xảy ra trên thế giới này phải không? Đây là sự khác biệt giữa sư tử và chó rừng đó. Một con sư tử có gan gầm lên ngay cả khi nó bị truy đuổi, trong khi chó rừng thì chỉ biết nhằn trá tôi. Và anh, đừng nghĩ mình là sư tử nữa. Nghe đây thưa quý cô, tôi không cần bản báo cáo đánh giá về nhân cách của tôi từ cô đâu. Vì vậy làm ơn, ngừng lên lớp tôi đi thưa cô giáo. Anh đã làm gì? Tôi không làm gì hết. Tôi không ném dầm của tôi lên tóc của cô đâu. Đừng có lảm nhảm với tôi nữa. Vậy tại sao anh lại tiếp tục đến gần tôi chứ? Tôi? Tránh xa tôi ra. Từ bây giờ trở đi, giữ khoảng cách ít nhất là 1 mét với tôi. Đây là một căn phòng lớn, vậy tại sao cô không làm điều đó đi? Mới sáng ra đã muốn tranh luận với tôi rồi sao? Tôi sẽ đi tắm. Ồ, cô đang hành động như thể cô mang theo nước từ nhà của mình đến đây. Điên rồi. Quên đi. Tôi có thể mong đợi điều gì từ một kẻ bất lịch sự như anh? Đừng đụng. Cô nói gì chứ? Khoan đã, này cô. Cô nói gì chứ? Cô giáo ngu ngốc. Rupmani, những gì đã xảy ra sau cuộc hôn nhân? Im đi. Con đã nói gì vậy chứ? Con nên hát những bài hát sùng đào vào buổi sáng, chứ không phải là điều ngớ ngẩn này. Nhưng mẹ ơi, Rupmani cũng là tên của một nữ thần mà. Im miệng. Mẹ đã nhận thấy từ hôm qua rằng con vẫn còn dư âm của Holly đấy. Sidi con yêu, hãy uống trà đi. Ồ, nhìn đi. Trong nhà của chúng ta có một cô công chúa, nhưng nếu như cô mang một người hầu đến thì không sao. Tôi sẽ rất hoan nghênh. Nhưng nếu không thì hãy tự vào bếp và chuẩn bị món ăn cho mọi người. Tôi sao? Đúng. Cô sẽ vào bếp lần đầu tiên ở đây. Bằng cách này, cô cũng sẽ hòa hợp với gia đình chồng một cách nhanh chóng. Nhanh lên. Chị dâu, con bé sẽ làm được thôi. Sidi thân yêu, đến đây nào. Thím sẽ dạy cho con. Thôi đi Vichaya, không đâu chị dâu. Con bé mới đến đây. Vậy con bé cần sự chỉ dẫn của chúng ta. Nào lại đây nào Sidi. Đi thôi. Xin chào. Đúng. Đến đây nào Sidi. Đây là nhà bếp của chúng ta. Từ hôm nay nhà bếp sẽ là trách nhiệm của cháu. Cháu sao? Thím có thể hiểu rằng mọi thứ đều mới mẻ đối với cháu. Nhưng không sao cả, cháu sẽ học mọi thứ dần dần. Dù sao đi nữa, chúng ta hãy bắt đầu nào. Cháu sẽ tìm thấy tất cả các loại gia vị ở trong đây. Bột nghệ, bột ớt đỏ, vân vân, tất cả đều ở đây. Cháu biết làm boha không? Đây là boha chưa nấu chín. Ồ, vậy cháu sẽ tìm thấy khoai tây và hành tây ở đây. Sử dụng một cách tùy thích nếu cháu muốn. Nhưng mà Sidi, cháu có biết cách làm boha không? Cháu không biết làm boha. Trước đến giờ cháu chưa bao giờ học nấu ăn. Ôi, không sao đâu cháu yêu. Không sao đâu, ta sẽ dạy cháu làm mọi thứ được chứ. Cháu chỉ cần cắt khoai tây và hành tây thành từng miếng nhỏ là được. Làm đi. Không phải thế này. Cháu sẽ tự cắt vào tay mình mất. Giờ đã, ta sẽ dạy cháu cắt. Hãy nhìn đi. Đây, cách cầm đúng là như vậy. Hơi góc cạnh. Như vậy là được. Ôi, Vichaya, em đang làm gì vậy?
đừng can thiệp vào việc nấu ăn của người khác chứ. Nếu như chị muốn ăn bô ha mà em làm, thì chị sẽ hỏi em. Chị chỉ muốn nếm thử bô ha của CD thôi. Chị muốn xem cô ta đã học gì ở nhà. Mẹ của cô ta đã dạy gì cho cô ta. Đi thôi nào, chúng ta hãy lên bàn ăn thôi. Chị dâu, em chỉ giúp cánh hàng tay thôi. Không, cô ấy có tay có chân mà. Cô ấy là con gái của một giáo viên. Vợ họ chắc chắn đã giáo dục cô ta rất tốt để trở thành một người vợ tại nhà chồng như thế nào mà, phải không? Được rồi, hãy để việc này lại cho cô ta. Chúng ta chỉ cần ngồi xuống và chờ đợi thôi. Đi nào, nhanh lên. Đi đi, nhanh lên.